Chuyện tình báo. Mời các bạn tiếp tục đón nghe phần 4. Tiểu thuyết phản gián. Người đàn bà hoàn lương. Năm 1946, chàng trai Nguyễn Phước Đức, tức nhà sư Tiết Giáp Bích bây giờ mới 18 tuổi. Anh là một thanh niên đẹp trai cường tráng nhất ở ấp Rạch Trâm. Nhiều cô gái trong ấp để ý đến anh, nhưng anh lại chấm cô Trang, 17 tuổi, con ông Ba Độ, hiền lành nhất ấp, và đã được nàng đáp lại. Mối tình của đôi trai tài gái sắc gắn liền với dòng kinh, con ruồng nhỏ và những đêm trăng tỏa sáng mênh mang trên cánh đồng lúa vàng bát ngát. Những tối đi giăng câu, những đêm lách trong đám rừng điên điển thổi kèn chụp chim. Mối tình của họ tưởng rằng chỉ có trời sập hoặc trái đất lở biến mất khỏi vũ trụ mới có thể bị chia cắt. Nhưng đêm trăng giữa mùa hè, những hôm mây đen phủ kín bầu trời, hoặc những ngày thu về, hai đứa trèo xuồng hái hoa điên điển, về đổ bánh xèo ăn. Tất cả đều êm đềm, đều đầy tương nhớ. Nếu như tai họa không đến thì họ sẽ sống bên nhau trọn đời. Tai họa đó xảy ra vào một đêm trăng, có tiếng chim đỗ quyên bắt đầu gọi bạn. Tối hôm ấy, Đức không đến tìm Trang vì mẹ anh bị đau nặng. Trang chờ mãi không thấy, mới tìm đến nhà Đức xem sao. Cô đâu có ngờ trên đường đi có đám người bám theo mình. Đó là một toán cướp gồm 3 tên, từ lâu đã theo dõi nhà ông Ba Độ do tên Long Cá Chốt, một thanh niên cờ bạc đã bán đất ruộng cho nhà ông Ba Độ dẫn đầu. Biết khó mà đột nhập đánh cướp tại nhà ông, bọn chúng tìm cách bắt cóc con gái ông. Chúng biết Đức và Trang đang yêu nhau say đắm, và cả hai người đều không biết Long Cá Chốt đã trở về ấp sau khi bị truy lùng giáo giết ở tỉnh lỵ. Thấy Trang ra khỏi nhà, tên Long Cá Chốt hỏi đồng bọn: "Ta nên bắt con nhỏ ở chỗ nào?" Tên đàn em nêu ý kiến: "Cứ theo xem nó đi đâu rồi hẵng bắt." Cảnh giác, cái ông già nó đi theo đấy. "Không đâu, tiếng nó giờ này đang nhậu. Chắc nó đến nhà thằng bồ của nó. Thế thì để nó về thì tiện hơn, vì lúc đó đêm đã khuya. Nhỡ thằng bồ của nó đưa về thì sao? Bắt làm thịt luôn." Tên đàn em có vẻ hăng hái: "Hồi nhỏ nó đánh em mấy lần rất đau, lần này đại ca giúp em báo thù. Chúng mày chỉ được cách thủ vặt thôi." "Thôi được, để tao bắt luôn thằng Đức." Trang âm thầm ra đi. Cô đến nhà Đức lúc trời vừa sẩm tối. Cô giúp Đức dọn dẹp nhà cửa. Từ hôm mẹ Đức ốm, những việc đó không có người làm nên rất bừa bộn. Gần nửa đêm, Trang có vẻ lo lắng và nói với Đức: "Thôi, em phải về đây, khuya rồi, tía em ông mắng chết. Để anh đưa em về, một mình em đi anh không yên tâm." "Thôi, chúng ta đi anh." Trang đi trước, Đức đi sau. Đôi trẻ âm thầm đi dưới ánh trăng mùng 10 đang từ từ lặn. Đến chỗ bờ kênh rẽ vào nhà Trang, Đức bất ngờ thấy một bóng đen đột ngột xuất hiện. Anh chưa hiểu ắt giáp gì thì một khúc cây đã phang mạnh vào gáy của anh. Vì quá bất ngờ, Đức không chống đỡ được, ngã quỵ xuống. Tên Long Cá Chốt và một tên đàn em lao vào để nghiến anh ra. Còn Trang, mặc dù chống cự quyết liệt, cũng bị tên đồng bọn quật ngã. Sau khi trói chặt hai người, chúng đưa họ xuống thuyền. Ngay trong đêm đó, chúng đưa Đức và Trang đến một nơi rất xa. Đức chỉ còn nhớ đấy là một cái gò nhỏ nằm giữa khu rừng tràm rậm rạp. Cái chòi chúng cất khá lớn. Ở đây bọn lục lâm có đủ cả rượu và gái. Sau khi đưa Đức và Trang về, chúng bảo hai đứa gái mang rượu và cá nướng cho chúng nhậu. Dưới ánh lửa bập bùng của những cành khô bốc cháy, Đức nhìn thấy bộ mặt lưỡi cày của tên Ba Long nhợt nhợt và cái cười man dại của đồng bọn. Mới uống được một chầu, tên đồng bọn vốn có hẳn thù với Đức xoa tay cười: "Thưa đại ca, lúc gần nhà con Trang, đại ca nói Nếu bắt được thằng Đức thì xem giái nó bao to mà dám yêu con gái nhà Ba Độ. Đại ca còn nhớ không? Tao còn nhớ. Thằng Tám cua đinh muốn xem hả? Cành thằng Đức ra đây. Hai tên đàn em của Long Cá Chốt, tức Ba Long, khiêng Đức ra. Anh bị trói bằng dây gân bện bằng sơ dừa rất chặt. Một tên đàn em lột quần anh. Tên Long Cá Chốt cầm con dao nhọn sáng loáng, chỉ vào mặt Đức rồi phá lên cười. Tụi tao sẽ nhắm rượu với trứng giái của mày. Đức giãy giụa trong tiếng cười man dại của đám lục lâm. Anh không biết bọn chúng hành hạ Trang như thế nào. Khi tỉnh lại, Đức thấy trời đã sáng và anh đang nằm trong một căn nhà của người cất phó, cách anh chừng 2 cây số. Theo ông chủ nhà cho biết, lúc gần sáng, khi ở Chòi Vó về, ông đã gặp phải một xác người. Biết đây là nạn nhân của bọn cướp do Long Cá Chốt cầm đầu. Ông dừng lại xem kỹ có còn sống không. Thấy nạn nhân còn ấm nóng và còn thở, ông đã vác Đức về nhà. Biết Đức bị bọn cướp thiến, ông vội dùng rượu rửa sạch rồi lấy thuốc dê dịt lại cầm máu và băng bó, rồi đưa lên bệnh viện Bạc Liêu điều trị. Khi vết thương đã lành, ân nhân của Đức mới báo cho anh cái tin đau lòng. Chàng đã bị bọn Ba Long hãm hiếp đến chết rồi đem xác quẳng ở bờ kênh chính, cái nơi mà tối hôm trước chúng đã bắt nàng. Từ đấy, Đức nung nấu ý chí trả thù, và khi biết tin người cứu mình chính là một võ sư đang bị chính quyền truy nã, phải trốn từ Sài Gòn xuống để ẩn nấp, anh đã năn nỉ cầu xin làm học trò và mời thầy về ở nhà mình. Từ đó, ngày đêm Đức miệt mài và rèn luyện với một ý chí nung nấu để trừ khử tên Ba Long. Ông thầy dạy võ người Bình Định rất yêu mến người học trò hiền lành và sáng dạ của mình, nên đã không ngần ngại truyền cho Đức cả những bí quyết của võ phái Tây Sơn mà mình đã thụ giáo được. Khi những vốn liếng võ học của thầy Đức đã nhập tâm, anh bày tỏ ý định đi tìm tên Long Cá Chốt để sửa mối hận xưa và cũng để trừ khử tai họa cho nhân dân trong vùng. Sau khi đắn đo cân nhắc, ông thầy thấy mình cần phải giúp sức cho Đức. Hai thầy trò giả làm hai người bắt rắn lùng kiếm tên Ba Long ở trong vùng. Đến ngày thứ 8, họ mới tìm thấy xào huyệt của Ba Long. Hôm ấy chúng vừa đánh cướp được một số tiền vàng rất lớn và ăn nhậu đến say mềm. Thấy có tiếng ruồng với hai người bắt rắn lạ xâm nhập xào huyệt, một tên đàn em của Ba Long còn tỉnh chạy ra gọi lại. Ông thợ bắt rắn già kéo Đức bước lên khỏi xuồng theo tên đàn em của Ba Long. Trong căn tròi rộng, đồ đạc chúng cướp được ngổn ngang. Tên Ba Long vừa nhậu cùng với bọn đàn em đang say cật cừ. Hai người bất ngờ xông vào ở giữa tròi. Đức lột cái khăn rằn trên đầu chỉ vào mặt tên cầm đầu băng cướp. Long Cá Chốt, mày đã đến giờ đền mạng. Ba Long nhậu rượu vào, mặt đỏ bừng. Hắn đã nhận ra Đức nên phá lên cười ngất. Thì ra thằng Đức chó thiến, mày muốn chết hay sao mà dẫn xác đến đây? Ba Long nói xong bật ngay dậy, thách thức ra khỏi tròi. Hai kẻ cựu địch nhìn nhau gườm gườm như muốn nuốt sống ăn tươi ngay. Tên Long Cá Chốt háo thắng ra đòn trước. Máu hăng của tên giang hồ lại được bốc thêm bởi bia rượu, làm hắn nhảy lên đá lia lịa. 5 phút đầu, Đức chủ yếu tránh đòn và đỡ. Thấy đòn chân không ăn được Đức, y chuyển thế. Bây giờ Ba Long lại tấn công liên tiếp bằng đòn tay. Các cú đấm của hắn rắc lên sát sạt tai Đức. Anh vừa đỡ vừa lùi, tạo cho Long Cá Chốt chủ quan kinh địch. Rồi đang lùi, bất ngờ Đức dừng lại ra đòn tay dọa Ba Long. Long né người tránh đòn và lập tức lao vào, dùng cú đấm tiên đội hình vòng cung tính hạ Đức đo ván trong nháy mắt. Nhưng cú đấm của Long Cá Chốt chưa kịp dính vào mặt Đức thì cú đá móc, một đòn hiểm sở trường mà Đức đã dành phần lớn thời gian luyện tập, đã phóng trúng bộ hạ làm Long Cá Chốt bật tung lên. Long Cá Chốt lăn qua mấy vòng rồi nằm vật ra như cây chuối bị đốn ngã. Thấy đại ca của mình dính đòn hiểm, tám cua đinh và bọn đàn em lao vào đánh Đức. Ông thầy Võ phái Tây Sơn bây giờ mới ra tay. 4 tên cướp lần lượt bị những cú đòn hiểm và các huyệt đạo. Chúng lăn ra, giáng thở như cá ngáp, nhưng rồi xuôi rụi cả. Ông thầy Võ phái Tây Sơn lúc này mới đi thu dọn của cải nơi xào huyệt của bọn Ba Long, rồi nói với Đức: đã giết chúng thì phải để cho chúng siêu thoát, còn hãy lấy củi đốt hết chúng để linh hồn của chúng khỏi quyến luyến cõi trần mà làm hại mọi người. Suốt thời gian còn lại hôm ấy, hai thầy trò chặt củi ở rừng về chất vào chòi, xen lẫn với xác của 4 tên cướp, rồi sau đó nổi lửa đốt xào huyệt của chúng. Số vàng bạc chúng cướp được ông thầy dạy Võ bảo Đức đưa hết xuống ruộng. Về đến nhà, Đức xin phép ông thầy má mình rồi tía má của Trang cải táng, xây cho Trang một ngôi mộ ở vườn nhà ông Ba Độ, để sớm hôm Trang được gần gũi người thân. Công việc hoàn tất từ hôm trước thì hôm sau ông thầy phái Võ Tây Sơn nói với Đức: dù sao thì thầy cũng đã là kẻ dính máu người, còn con đánh thằng Long Cá Chốt chỉ vì ân oán mà thôi. Nay việc đó đã xong, số tiền vàng của bọn cướp con hãy đưa lên Sài Gòn, tìm một ngôi chùa của những người nghèo sửa lại mà tu. Còn việc ở đây đã có ta lo liệu. Đức nghe ông thầy nói mà lòng dạ bùi ngùi. Anh cúi đầu xin vâng lời thầy dạy. Đức lại lưng số tiền vàng lên Sài Gòn. Nhờ thầy mình chỉ dẫn, anh tìm đến một ngôi chùa của thầy Tiết Gia Bảo. Anh trình bày vì sao anh đến chùa và nói với nhà sư ở chùa này rằng ý nguyện của mình là muốn sửa sang lại ngôi chùa và xin ở lại đây để sống kiếp tu hành. Ông Sáu Tâm nghe đến đây bỗng buột miệng hỏi: vậy thầy đi tu từ đấy? Dạ, tôi đã bỏ tiền cùng nhà sư Tiết Gia Bảo sửa sang lại chùa. Tôi ở lại tu luôn từ đó. Thế còn ông thầy phái Võ Tây Sơn? Người thầy đó sau này đã trở thành tía dượng của tôi. Thầy và má tôi sinh thêm 2 đứa con trai. Lúc đó Việt Minh về hoạt động mạnh ở vùng này, ông theo họ luôn. Còn má tôi vẫn ở lại phần đất cũ. Tía dượng tôi lâu lâu mới về. Sau năm 1954, ông ở lại hoạt động bí mật trong vùng chiến khu rừng U Minh, cho mãi đến sau Đồng Khởi thì ông mất. 2 đứa em trai của tôi sau này lớn lên cũng lần lượt theo giải phóng. Một đứa hy sinh năm 1968 và đứa sau đến năm 1975 lại hy sinh. Có nghĩa là gia đình thầy là một gia đình liệt sĩ. Vậy mà ông Sáu Tâm nhìn thầy Giáp Bích, cái con nữ quái ấy, nó đả thương thầy. Tại sao thầy lại để điều đó xảy ra? Thầy Giáp Bích nói với Sáu Tâm mà như nói cho mình: từ khi đi tu, tôi đã thề với Phật, trời sẽ không dùng đòn thế đánh hại ai. Trong vòng luân hồi của vũ trụ, trần gian chỉ là một cuộc sống vô cùng ngắn ngủi. Kẻ nào làm ác, chết đi sẽ bị đày xuống tầng thứ 7 của địa ngục. Ở đấy có hối cũng không kịp nữa. Ông Sáu Tâm không muốn nói chuyện về việc tín ngưỡng với thầy Giáp Bích. Ông đề nghị với bác sĩ đưa nhà sư về phòng khám đa khoa chăm sóc, rồi lệnh cho cấp dưới đưa Thị Hoa vào. Đến lúc này, Thị Hoa đã trấn tĩnh lại. Thị hình như đã thấy được tác hại của sự quậy phá do mình gây ra, nên thái độ có vẻ rụt rè. Nhưng khi Sáu Tâm hỏi tại sao lại có hành động điên rồ như vậy, thì Thị thản nhiên trả lời: tôi muốn có nhiều tiền. Nghe chị trả lời tỉnh queo, Sáu Tâm thoáng nghĩ, có thể trước khi tống tiền nhà sư, Thị đã cố tình mồi chào bằng được ông xa vào cạm bẫy của Thị. Điều đó có nghĩa là nếu bây giờ ông muốn xử lý Thị thì sẽ há miệng mắc quài. Thấy ông im lặng, Thị Hoa hỏi móc: anh nói gì đi chứ? Sao lại im lặng vậy? Ông Sáu Tâm tỏ vẻ lúng túng: tôi đang suy nghĩ nguyên nhân nào dẫn cô đến hành động dại dột như vừa rồi. Nếu tôi nói rằng anh xúi giục tôi, Anh dùng tôi là vật hy sinh để anh đoạt vàng của ông Giáp Bích thì anh tính sao? Nhưng ai tin điều này? Cô quả là yêu quái. Thì anh đã ăn nằm với yêu quái đó thôi. Cô đừng dọa tôi. Tôi sẽ tường trình tất cả sự thật với cấp trên về vụ này. Và anh sẽ bị kỷ luật. Dù có bị kỷ luật, thậm chí có bị đi tù, tôi cũng không nói dối. Chắc cô thích thú khi thấy tôi ngồi tù lắm phải không? Ồ, anh quân tử thật đó. Em ngỡ cái chuyện vừa rồi cứ như một trò đùa. Có gì đâu mà anh nói đến giam với tù. Cũng như em lại ngã một lần nữa. Anh thấy mà không đỡ em dậy sao? Cô sẽ bị pháp luật trừng trị. Những kẻ nguy hiểm như cô sẽ bị trừng trị thích đáng. Cô đâu còn con nít như xưa nữa. Mặt Thị Hoa bỗng đanh lại. Máu liều của Thị dồn cả vào những tiếng rít nghe giận cả người. Các ông giam giữ tôi sẽ cắn lưỡi tự vẫn cho mà coi. Tôi còn gì với đời nữa mà sống. Tôi nói thật đấy, không dọa dẫm. Còn hai con nhỏ, cô thương chúng lắm mà. Tôi giao chúng cho các ngươi. Sáu Tâm định nói thêm với Hoa thì có một đồng nghiệp ở ngoài phòng vào. Anh ta cho ông biết bà hiệu trưởng trường trung học dạy nghề đang đợi ở phòng cách. Sau khi dặn cấp dưới của mình ngồi lại, ông Sáu Tâm đi ra ngay. Bà hiệu trưởng có vẻ sốt ruột ngồi đợi. Vừa thấy Sáu Tâm, bà đứng dậy và nói thẳng vào sự việc. Tôi xin báo cho anh Sáu một tin không vui. Vừa rồi, trước khi xét đưa cho chị Hoa vào biên chế của trường, tôi đã cử cán bộ tổ chức để xác minh. Chị Hoa có một lý lịch phức tạp, chứ không như anh và tôi trước đây đã biết. Không hiểu anh đã rõ chưa? Xin chị cứ nói cụ thể. Nhưng tôi nghĩ là điều này anh biết rồi. Nếu đã biết, tôi đâu dám giới thiệu cô ta với chị. Thế thì tôi nói. Trước giải phóng, Hoa có chồng tên là Đức, làm trung úy ở biệt khu thủ đô. Điều đó thì tôi cũng biết. Nhưng anh Đức đã tự vẫn để phản đối chính quyền Thiệu phá hiệp định. Hoàn toàn không phải vậy. Anh ta tự tử là vì bị vợ cám sừng. Hoa đã ngoại tình với ông thượng nghị sĩ Hữu Lợi, bị bà vợ ông ta bắt được. Và ông ta đã dàn xếp cho Đức ra vùng một, với hy vọng Đức sẽ đưa Hoa đi thật xa. Vừa bị làm nhục, vừa bị đẩy vào chỗ chết, Đức chỉ còn có nước tự tử để bảo toàn danh dự. Sau khi chồng chết bị lão nghị bỏ rơi, Thị Hoa đã sanh con rồi trở thành kẻ lừa đảo. Một số cha mẹ học sinh trước đây đã từng bị Hoa lừa. Thấy chị ta vào công tác ở trong trường, đã đệ đơn tố cáo chị ta. Mới vào công tác ở trường có mấy tháng, chị ta đã mượn tiền người này rồi gạt đổ người kia. Có tin rằng chị ta còn tống tiền cả nhà sư Giáp Bích. Vì vậy, chúng tôi không thể nhận loại người như Thị Hoa vào đội ngũ những người thầy được. Cảm ơn chị. Thị Hoa cũng đã lộ mặt nạ. Chị không phải bận tâm đến Thị nữa. Chúng tôi đã có cách xử lý. Mới là nhân viên hợp đồng của trường, việc cho chị ta nghỉ việc cũng không phức tạp. Coi như trường không có trách nhiệm với chị ta. Xin phép đồng chí tôi về. Dạ, chị về. Sáu Tâm tiễn bà hiệu trưởng ra tận cổng cơ quan. Đối với Thị Hoa, việc xử lý Thị với ông bây giờ đã dứt khoát. Nếu nhà sư Tiết Giáp Bích tố cáo Thị tống tiền, thì ông sẽ kiên quyết xử lý tội của Thị theo pháp luật hiện hành. Nhưng liệu nhà sư có chịu viết đơn tố giác Thị không? Vừa rồi Thị đã có ý dọa ông. Nếu phải ra tòa, Thị sẽ khai rằng ông xúi giục Thị làm điều này. Ông sẽ xử lý với sự liều lĩnh ở Thị ra sao? Ông biết rằng bây giờ ông có một hành động gì định lấp liếng sự việc, thì con nữ quái này nó sẽ lợi dụng mà dồn ông đến chân tường. Chỉ bằng cứ nói rõ hành vi của nó và những giây phút yếu lòng của ông, để rồi tùy cấp trên xử lý. Mức độ kỷ luật sao ông xin chịu, miễn là đừng để loại người như Thị Hoa lọt lưới pháp luật. Ông Sáu Tâm vừa đi vừa nghĩ. Về đến phòng, hỏi cung Thị Hoa có tin nhà sư Giáp Bích về tới. Vừa gặp Sáu Tâm, nhà sư đã nói. Tôi định về chùa, nhưng lại nghĩ có lẽ ông Tiếu tá đang cần tôi. Sáu Tâm nhìn thấy Giáp Bích gượng cười. Anh pha trò. Thầy quả là giác quan thứ sáu. Tôi đang nghĩ có lẽ mai lại phải nhờ thầy đây. Xin cho biết về việc gì nữa? Để hoàn thành thủ tục khởi tố bị can. Vậy tôi phải làm gì? Thầy chưa làm đơn tố giác Thị Hoa. Tôi sẽ không tố giác ai hết. Nhưng Thị Hoa đã tống tiền, lại còn hành hung thầy. Thầy Giáp Bích đắn đo, nói một cách nghiêm túc. Điều đó coi như sự đã qua. Tôi trở lại đây để xin ông Tiếu tá tha cho bà Hoa. Bà có hai con nhỏ cần chữa xăm chóc của mẹ. Tôi mong ông Tiếu tá chấp nhận sự tình cầu của tôi. Ông nghĩ lại coi, bà ta đi tù thì mấy đứa nhỏ sẽ dựa vào ai? Đến nước này thì Sáu Tâm không dám tự động giải quyết vụ việc. Ông bảo nhà sư Giáp Bích ngồi chờ, còn mình chạy lên phòng ông Năm Hòa, trưởng công an quận. Trung tá trưởng công an quận vừa đi họp bên quận ủy về. Thấy vẻ mặt nhăn nhó của Sáu Tâm, ông hỏi ngay. Việc chi vậy chú Sáu? Và có anh Năm, có một vụ gây gổ, hành hung nhà sư Giáp Bích trong chùa hoạt động. Việc này có dính ít nhiều đến tôi. Tôi xin kể qua vụ việc và xin anh đứng ra giải quyết. Sau khi lắng nghe Thiếu tá Sáu Tâm trình bày tất cả sự việc, ông trung tá trưởng quận nghiêm nét mặt. Chú cũng vậy thật đấy, nhưng thành thật nhận lỗi là tốt. Cũng phải lấy vợ thì thôi, ăn ở độc thân nó tai hại vậy đó. Được rồi, tôi sẽ đứng ra giải quyết. Nhưng ngày mai chú phải viết kiểm điểm thành thật nhận với đảng, với tổ chức. Làm xong thì đưa cho tôi. Ông trung tá trưởng quận công an trực tiếp xuống tận phòng xét hỏi, gặp chị Hoa. Ông biết rằng nếu hôm nay ông làm việc không cẩn thận, kỹ càng gì rồi, sự việc xử lý Sáu Tâm sẽ rất rắc rối. Sẽ có rất nhiều ý kiến không đồng nhất với cách xử lý của ông. Bởi vì những kẻ tiền cận, những kẻ thích thú nhìn thấy đồng chí của mình bị kỷ luật, để rồi nhân cơ hội ấy nhoai lên chiếm chỗ vẫn còn. Nếu thực sự Thị Hoa muốn kéo Sáu Tâm vào mưu đồ của Thị thì lại là chuyện khác. Ông đi đến nơi Thị đang ngồi. Kinh nghiệm nghề nghiệp đã giúp ông thận trọng ngay từ đầu. Với việc hỏi cung phạm nhân, theo ông, người cán bộ phải nắm được cụ thể đời tư, thân tế và hành động của họ rành rẽ. Rồi từ một chi tiết tưởng chừng rất nhỏ, không đáng lưu ý, người cán bộ xét hỏi sẽ phăng ra tất cả những gì cần thiết mà kẻ tội phạm đang muốn giấu. Sau khi quan sát những biểu hiện trong ánh mắt và nét mặt của Thị, ông nói: Mọi hành vi của chị chúng tôi đều đã rõ cả. Trước pháp luật chị không nên ngoan cố mãi. Thị Hoa ngước mắt nhìn rồi cười nửa miệng. Vậy ông muốn gì ở tôi? Tôi yêu cầu chị đừng có thái độ bất cẩn như vậy. Chị còn dọa Sáu Tâm nếu bỏ tù chị sẽ tự vẫn phải không? Tôi bỏ ý định đó rồi. Sợ chết hay sao? Không phải. Vậy thì vì gì? Vì các con tôi. Anh Sáu Tâm, anh ấy đã nhắc với tôi điều đó. Chị không phải có cảm tình với anh Sáu. Tôi yêu anh ấy mà, chứ không phải chị lợi dụng anh ấy. Ai nói với ông tôi lợi dụng anh ấy? Hôm trước cô ngủ với Sáu Tâm, hôm nay cô đến chùa tống tiền nhà sư Giáp Bích, không thành cô lại hành hung nhà sư. Nếu không trải được Sáu Tâm, cô dám liều như vậy. Công an các ông suy diễn hay thật. Ông nói nghe có lý lắm. Thế thì thực chất vụ việc theo cô là sao? Ông muốn biết để làm gì? Để có thể giúp cô hoặc Sáu Tâm đều có thể. Nhưng ông có tin lời tôi nói không chứ? Không tin tôi hoặc cô làm gì? Vậy thì nguyên nhân là thế này. Từ lâu tôi đã để ý và yêu anh Sáu, nhưng tôi không làm sao để cho anh ấy có thể yêu tôi. Những người phụ nữ loại như tôi, đàn ông càng có, tôi lại càng thích. Tôi đã nhiều lần tiếp xúc với anh Sáu Tâm và cũng nhiều lần kêu gợi ái tình với anh, nhưng anh vẫn lảng tránh. Thế rồi tôi đến nhờ anh xin vào dạy thêu may ở trường dạy nghề. Anh đã nhiệt tình bảo lãnh cho tôi một cách rất vô tư mà không có một đòi hỏi gì. Tôi nghĩ hiếm người có thể giúp người khác mà không vụ lợi. Tưởng khi trước lúc nghĩ ra mánh nào, chuẩn bị hành động là tôi tưởng nhắc Tư Gân đến và nhờ hắn tiếp tay. Ông chưa biết Tư Gân phải không? Hắn là bồ của tôi, nhưng chỉ là bồ chứ không có một sự gắn bó tình yêu nào. Sau khi xin được vào dạy may, tôi nghĩ rằng tôi đã có chỗ đứng với vị trí này. Tôi có thể có nhiều thuận lợi làm Sáu Tâm yêu mến tôi. Tuy tôi đã 2 con, nhưng so với Sáu Tâm, tôi còn kém anh những 4 tuổi. Thế là tôi nghĩ và tôi hy vọng. Tôi tìm đến anh vào tối Chủ nhật. Lần này tôi chuẩn bị khá kỹ. Giới đàn ông các anh cũng không phải là loại khó hiểu gì. Tôi đã pha một ít thuốc kích dục và bia. Nhẽ ra uống xong anh ngủ, tôi về, nhưng tôi lại nằm lại chờ anh. Xin lỗi ông. Thị Hoa cúi đầu, mặt đỏ. Lẽ ra tôi không nên kể hết, nhưng ông yêu cầu tôi phải thành cẩn. Tôi nghĩ người tốt như anh Sáu đã quan hệ với nhau thì chuyện cưới hỏi là chẳng còn bao xa. Suốt từ hôm đó đến những ngày sau, tôi luôn nghĩ về anh. Tôi hình dung giai đoạn đời cuối cùng tôi sẽ sống êm đềm, không quậy phá ở bên anh. Và muốn vậy, tôi phải có tiền, có vàng. Nhưng tiền vàng lấy ở đâu? Tôi không thể tổ chức lừa đảo bên ngoài, cũng không thể nhờ Tư Gân cung cấp. Và thế là tôi nhớ đến nhà sư Giáp Bích. Ông là thầy chùa, giữ đến 10 mấy cây vàng mà làm chi? Còn tôi lại đang cần vàng. Chính tôi đã nhờ Tư Gân giúp sức dựng ra cái màn thầy Giáp Bích hiếp dâm cung Nguyệt để tống vàng của ông thầy, nhưng thầy đã kiên quyết không chịu nhả vàng ra. Không những thế, ông ấy còn làm má con Nguyệt chửi rủa tôi, rồi Tư Gân cười vào mũi tôi. Nghĩ đến ông Giáp Bích là máu tôi lại sôi lên. Lần này tôi quyết định không bàn với ai chuyện làm ăn nữa, mà tự mình làm. Tôi tin rằng lần này chỉ có tôi với nhà sư. Nhà sư không nhả vàng ra, tôi sẽ dọa dùng công an bỏ tù. Nhất định ông sẽ chịu hết nổi. Tôi không ngờ rằng ông Giáp Bích lì còn hơn cả tôi. Và thế là đang cơn tức giận, tôi đã không còn biết trời trăng gì, lao vào và cấu xé cho hạ giận. Đó, tất cả vụ việc là vậy. Anh Sáu Tâm không hề biết tôi tống tiền nhà sư Giáp Bích. Xin các ông đừng kỷ luật anh ấy. Thế cô ở chùa mấy năm, ở đó không ai biết thầy Giáp Bích bị ư? Nam Hòa hỏi và mặt quay đi nơi khác. Ông nói gì? Thị Hoa có vẻ sửng sốt. Nhà sư Giáp Bích bị thiến. Ông nói có chứng cứ đấy chứ? Tất nhiên, đây là kết quả khám nghiệm. Tôi cũng chẳng cần giấu chị làm chi. Thị Hoa cầm tờ giấy khám nghiệm nhà sư Giáp Bích. Thị đọc đi đọc lại nhiều lần, rồi mặt thộn ra. Có đến 10 phút Thị mới nói: Tôi thật không ngờ. Lúc 19 tuổi, thầy và người yêu của thầy bị bọn cướp trả thù bắt cóc. Chúng giết người yêu của thầy, còn thầy chúng đã nhẫn tâm cướp đi khả năng sinh sản. Đó là nguyên nhân của sau này thầy đi tu. Thật tội nghiệp. Vậy mà tôi... Cái con nữ quái này lại hành hung thầy. Chắc thầy Giáp Bích yêu cầu các ông tấm giang tôi, trừng trị tôi thật nặng. Ngược lại, nhà sư Giáp Bích đã trở lại và xin tôi tha cho chị. Tôi không tin được điều này. Thị Hoa tròn mắt. Nhà sư còn ở phòng ngoài, nếu muốn tôi sẽ mời vào. Xin các ông cho tôi được gặp thầy Giáp Bích. Theo lệnh của trung tá, nhà sư Giáp Bích được mời vào gặp Thị Hoa. Nhà sư bước vào trong tư thế khoan hòa. Nếu không có cục u ở trên trán và những vết xước do hoa cảo cấu, có lẽ nhà sư đã trở lại bình thường. Nhìn thấy nhà sư, không cần nghe ông Năm nói, Thị Hoa đã quỳ mọp xuống nền nhà, giọng dầu dĩ: Cảm ơn lượng hạ của thầy. Thầy như cha mẹ đẻ con lần thứ hai. Con xin lỗi thầy, xin thầy tha tội. Đại sư Giáp Bích hết nhìn thị Hoa rồi lại nhìn ông trung tá. Hồi lâu thầy mới nói: Tôi đã xin ông thiếu tá Sáu Tâm tha cho bà Hoa. Tôi mong trung tá cứu xét lời thỉnh cầu của tôi. Tất cả những gì đã qua với tôi có đáng là gì với một tu hành. Tôn giáo hoạt động của chúng tôi lấy những gì tinh túy nhất của Kitô giáo, của Nho giáo cũng như đạo Phật để xây dựng đức tin. Chúa Giêsu muốn có đức tin đã phải đóng đinh câu rút trên cây thập tự. Khổng Tử muốn truyền đạo của mình cũng phải từ bỏ quan trường, quyền chức. Còn Đức Thích Ca Mâu Ni thì từ một hoàng tử đã phải từ bỏ phú quý. Còn tôi muốn có niềm tin thì chuyện bị hiểu lầm, bị làm nhục cũng đâu đã phải là thử thách lớn nhất. Tôi thiết tha thỉnh cầu ông trung tá tha tội cho bà Hoa để bà về chung sống với các con của bà. Thật đội ơn thầy. Thầy thật xứng đáng là bậc từ bi cứu khổ cứu nạn. Thị Hoa ứa nước mắt, khóc tức tưởi, van lạy rối xít. Đây là lần đầu tiên từ khi Đức chết thị khóc thật sự. Lần Đức chồng thị chết, thị cũng đã hối hận và khóc thực sự. Nhưng rồi cuộc sống đã đưa đẩy thị trở lại con đường tội lỗi. Còn bây giờ, liệu những giọt nước mắt xót xa cho tội lỗi của mình có làm thị cảnh tỉnh thật không? Ông trung tá thấy thị khóc thảm thiết cũng mủi lòng. Đời ông quá nhiều lần nhìn thấy người ta khóc. Khi ông bị bắt vào tù, vợ ông đến thăm, bà cũng khóc. Nhưng những giọt nước mắt của người vợ hiền hội ấy bị nén lại bởi căm thù. Ông vào tù không bao lâu thì vợ ông cũng bị giặc bắt. Bọn giặc dã man đã dùng bà để đánh vào chỗ yếu lòng của ông. Ông xót xa cho bà, nhưng biết rằng nếu chúng lấy được lời khai của ông lẫn bà thì rồi chúng sẽ giết hai người. Không lấy được lời khai của ông, bọn chúng đã đè bà ra hãm hiếp ngay trước mặt ông. Quyết giữ lòng son sắt với chồng, bà chống trả bọn thú dữ kịch liệt và bị chúng dùng roi điện đánh ngất. Sau đó 3 hôm thì bà chết. Cứ hễ thấy nước mắt phụ nữ thì ông lại xúc động. Người phụ nữ đó có bao nhiêu điều có thể đem lại buồn phiền. Họ chẳng có gì an ủi, chỉ có 2 hàng nước mắt để trút bớt đi nỗi buồn phiền đó. Đàn bà khóc cũng có nhiều nguyên nhân. Cái người ngồi đây, đang khóc đây, nó đã từng là kẻ lừa đảo tống tiền. Biết đâu nó khóc chỉ vì ức cho mưu sự bất thành. Chưa chắc gì những giọt nước mắt này là do sám hối. Liệu bây giờ ông tha cho thị Hoa, có phải ông hữu khuynh không? Cái nghề đòi hỏi sự cứng rắn mực thước của ông không thể dung nạp những người quá nhạy cảm về cảm xúc. Ông biết rõ điều này, nhưng rồi nhìn những giọt nước mắt là ông không sao kìm khỏi xúc động. Ông biết rằng nếu tha cho thị Hoa bây giờ thì sau này việc xử lý kỷ luật Sáu Tâm sẽ rắc rối, bởi thị Hoa là kẻ có tội rành kia mà. Thấy ông trung tá im lặng lâu quá, nhà sư Giáp Bích chủ động đặt lại yêu cầu của mình. Tôi biết ông trưởng quận đang cân nhắc việc tha hay không tha cho bà Hoa, nhưng tôi là người trong cuộc, là nạn nhân. Yêu cầu của tôi mong ông lưu ý. Tất nhiên, chúng tôi rất tôn trọng ý kiến của thầy, nhưng là người thực hành pháp luật, chúng tôi cũng phải cân nhắc. Người phụ nữ này có tội với thầy, mức độ trừng trị một phần phụ thuộc vào yêu cầu của người bị hại. Thầy Giáp Bích, thầy đã xin tha thứ cho bà ta thì chúng tôi cũng chẳng hẹp lương gì. Nhưng tôi cảnh cáo hành động tội lỗi của cô Hoa. Cô nên nhớ rằng luật pháp đã tỏ ra khoan hồng đối với cô. Nếu cô cho rằng đây là sự lỏng lẻo của luật pháp để rồi tái phạm, thì rồi đây bà sẽ mất chỗ đứng của mình giữa những người lương thiện. Ông trung tá cho gọi cấp dưới của mình vào và yêu cầu làm đủ biên bản xử lý. Sau đó yêu cầu người bị hại cũng như người vi phạm ký tên vào biên bản. Khi ông cho phát biểu lần cuối cùng, thị Hoa gạt nước mắt ấp úng mãi mới nói được: Xin cảm ơn ông, cảm ơn thầy. Tôi Tôi sẽ mang ơn thầy, mang ơn ông cho đến ngày mãn kiếp. Tôi xin hoàn lương, tôi xin hoàn lương. Ông và thầy hãy tin tôi, xin đội ơn. Ông trung tá lấy lại vẻ bình tĩnh. Chúng tôi đâu cần cô mang ơn, mà cần cô làm ăn lương thiện nuôi con. Thôi, cô đã hứa nhiều rồi, bây giờ nên thực hiện. Dạ, tôi thề nếu tái phạm, cả nhà tôi sẽ cắn. Thị Hoa ngước cặp mắt buồn bã nhìn tới Giáp Bích, rồi nhìn ông trung tá với một vẻ ăn năn. Thị lý nhí nói tiếp. Dạ, từ nay con hứa sẽ làm ăn lương thiện, con xin giữ lời thề. Đúng như lời ông trung tá dự đoán, việc xử lý kỷ luật Sáu Tâm có những ý kiến khác nhau trong ban chỉ huy công an quận cũng như trong đảng ủy. Phía đảng ủy thì đòi khai trừ vì khuyết điểm của Sáu Tâm đã rõ. Một đảng ủy viên phó công an quận mà mất cảnh giác nghiêm trọng, mà hủ hóa thì phải thật là nghiêm khắc để làm gương cho cán bộ chiến sĩ. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng không nên kỷ luật, cho rằng sự vi phạm của Sáu Tâm không đáng kỷ luật, bởi vì đây là do Sáu Tâm thành thật khai ra, chứ nếu anh im lặng thì chẳng có vấn đề gì. Vậy thì anh rất đáng được hưởng sự thông cảm về tính tự giác và có ý thức tổ chức kỷ luật cao. Ý kiến của những người này còn cho rằng không nên vì một cái việc sinh hoạt nhỏ nhặt rất đời thường mà làm mất đi một cán bộ trung thành tận tụy đã qua thử thách của cuộc chiến tranh. Viết đòi kỷ luật kiên quyết không chịu kiểu tuyết lý này, họ viện cớ phải kỷ luật thật nghiêm minh, nếu không đây sẽ là gương xấu và đảng ủy sẽ bị dư luận cho là bao che, là ô dù. Họ đề nghị phải đưa Sáu Tâm ra khỏi ngành và khai trừ đảng. Suốt buổi họp, Sáu Tâm chỉ báo cáo lại vụ việc với tập thể, rồi ngồi lặng thinh chịu trận. Những lời chỉ trích không tua gì đau búa giáng vào anh. Thấy Sáu Tâm lặng thinh chịu trận với đầy vẻ nhẫn nhục, ông trung tá phát biểu. Ở đây các đồng chí xác định giúp đỡ xây dựng hay xô ngã anh Sáu Tâm? Tôi nghĩ nếu là giúp đỡ xây dựng thì ta nói lý nhưng phải có tình. Bây giờ tôi có một ý kiến thế này. Cứ cho là đồng chí Sáu Tâm mất cảnh giác và sa ngã đi. Vậy Sáu Tâm sa ngã với ai? Người ấy là ai? Họ đã tố giác Sáu Tâm ra sao? Điều đó ảnh hưởng tai hại thế nào trong quần chúng? Chúng ta đã xem xét cụ thể chưa? Tôi nghĩ rằng đánh giá một con người thì phải xem xét toàn diện, không nên bắt tranh bỏ vỏ. Tôi sợ rằng ở đây có những ý kiến phiến diện. Tôi đề nghị thế này. Ta cử một đồng chí đi gặp nhân chứng, lấy lời khai cụ thể của chị ta. Nếu chị ta tố giác Sáu Tâm thì ta kỷ luật. Còn nếu quần chúng không có chuyện gì thì coi như đồng chí Sáu Tâm vẫn làm việc bình thường, không có điều gì đáng kể xảy ra. Nhưng Sáu Tâm đã nhận khuyết điểm rồi cơ mà. Ta cứ chiếu theo những chi tiết Sáu Tâm nhận mà xác định hình thức kỷ luật, cần gì phải đi xác minh. Ông trung tá có vẻ nóng mặt trước cách lập luận của một nhân vật trong phái rắn. Ông phải e hèm mấy lần mới nói được trôi chảy. Chúng ta là những người bảo vệ luật pháp. Tôi hỏi anh, thế giả sử bây giờ bỗng nhiên có một người đến công an tự xưng tôi là tên cướp. Tôi đã cướp nhà anh A, anh B, mỗi nhà mấy cây vàng. Vậy là chúng ta cứ theo lời tự thú, bỏ tù anh ta ư? Phải đến gặp ông A, ông B mà xác minh. Nếu như hai ông này nghèo rất mồng tơi, không xu dính túi, thì rõ ràng ta không thể bỏ tù được người đến tự khai, tự thú kìa. Nguyên tắc làm việc của chúng ta là trọng chứng hơn trọng cung. Chúng ta không thể kỷ luật anh Sáu Tâm mà không nghi ngờ lời khai của Thị Hoa được. Sau cuộc họp nội bộ này, trưởng ban tổ chức, người thuộc phái cứng rắn chủ trương phải kỷ luật Sáu Tâm để làm gương đứng ra xác minh. Anh ta có thân hình tròn, úc ních, căng, trong bộ sắc phục được ủi láng bóng. Dương Thị Bạch Hoa được mời lên ban tổ chức làm việc, và một buổi chiều sau 4 ngày vụ việc ở chùa Hoạt Động xảy ra với vẻ oai vệ của một quan chức hành chính hơn là người làm công tác cán bộ. Anh trưởng ban tổ chức tự giới thiệu chức vụ, giới thiệu người ghi biên bản và không quên lưu ý người khai chỉ được phép khai sự thật thông qua những câu hỏi. Chị cho biết tên, họ, địa chỉ. Từ cán bộ, tôi là Dương Thị Bạch Hoa, ở số nhà, đường. Chị quen với anh Sáu Tâm từ hồi nào? Dạ từ tháng 6 năm 1975, nhưng từ lúc sanh đến 10 tuổi, tôi và anh sống ở ấp Gồng Xoài. Việc gì dẫn hai người đến nhận ra nhau? Tôi cung cấp tin tức số sĩ quan trốn học tập cải tạo và nơi giấu súng đạn cho anh Sáu. Thế sau đó Sáu Tâm đã vẻ vãn tán tỉnh chị như thế nào? Thưa, anh Sáu không tán tỉnh tôi. Thế làm sao anh Sáu lại ngủ với chị? Những câu hỏi dồn dập bất ngờ ban đầu khiến Hoa bối rối, nhưng rồi do bản chất nhạy cảm và danh mãnh, Hoa biết rằng đây là dịp người ta đang sát phạt ăn thua. Người ta phải nhờ cậy đến mình để hạ bệ Sáu Tâm. Trong đầu Hoa thoáng hiện lên hình ảnh Sáu Tâm, một con người thật thà trung thực, mà trong cuộc đời đầy sóng gió trắc trở của mình, Hoa mới có gặp một. Cô nhanh chóng nghĩ lại những lời mà mình định nói ra. Nếu bây giờ mình cũng lên án anh, thì rồi số phận anh sẽ ra sao? Anh đã làm gì hại cho ta, ngoài việc muốn ta sống lương thiện và hạnh phúc? Thấy Hoa im lặng, anh cán bộ tổ chức tỏ vẻ sốt ruột. Chắc là chị khó nói lắm phải không? Hay là chị sợ trả thù? Tôi xin bảo đảm với chị là tuyệt đối không có trả thù ở đây. Bây giờ thì chị nói đi. Anh chứ anh Sáu Tâm thì không bao giờ tôi sợ trả thù. Mà tôi sợ... Chị sợ ai? Cứ nói. Tôi nói là sợ, nhưng tôi nói ra người ấy thù tôi thật đi sao? Tôi đã nói là đảm bảo hoàn toàn không có sự trả thù trong chuyện này. Vậy thì tôi nói, tôi sợ là sợ ông thù tôi. Tôi thù chị gì? Nếu tôi nói đúng không trúng ý ông sẽ thù tôi. Thì ra chị manh lưới với cả tôi. Chắc Sáu Tâm đã bày cho chị. Tôi sợ các ông thù là đúng. Các ông hỏi tôi chỉ để kiếm cớ buộc tội Sáu Tâm. Tôi xin khai thật, tôi yêu anh Sáu Tâm, tôi yêu đơn phương, một phía. Còn anh Sáu Tâm có yêu tôi không là thuộc về anh ấy. Các ông gần gũi với anh ấy nhiều, lại không hiểu được người của mình ư? Nhưng anh ấy khai báo với tổ chức rằng anh ấy đã ăn ngủ với chị. Nếu vậy thì hạnh phúc cho tôi quá. Tiếc rằng đây là những lời nói dối mà thôi. Còn hành động thì xin lỗi, anh Sáu Tâm thuộc hàng lại cái. Sao chị biết anh Sáu Tâm lại cái? Bởi vì tôi đã mồi chài và khơi gợi anh ấy tới chị rồi, nhưng anh ấy vẫn trơ ra. Chị nói cụ thể, đây là chỗ làm việc chứ không phải chỗ để chọc cười. Có nghĩa là Sáu Tâm không ngủ với chị? Vâng thưa ông, Sáu Tâm chưa bao giờ ăn ngủ với tôi. Chị nói chắc chứ? Dạ đúng vậy, tôi không còn gì để khai nữa. Chị nên nhớ rằng khai báo sai sự thật là có tội lớn. Cũng lạ, bỗng dưng các ông mời tôi lên lại chỉ hỏi tôi đã ngủ với ai. Cái đó là chuyện riêng của tôi, các anh hỏi mới lạ. Ông trưởng ban tổ chức phát điên lên trước lối trả lời vừa danh ma vừa khiêu khích của Thị Hoa. Cuộc hỏi cung của ông ta trở thành một trò cười, trong khi ông trưởng ban tổ chức chưa phát hiện xử lý cụ thể ra sao. Thị Hoa đã đứng dậy. Xin lỗi ông cán bộ, các ông không hỏi gì nữa, xin cho tôi về. Các ông còn hỏi gì, xin hỏi mau cho. Ông trưởng ban tổ chức bực bội nói sẵn. Nhà chị muốn về thì cứ về đi, gặp nhà chị cũng bằng thừa. Chính Sáu Tâm cũng không ngờ Thị Hoa đến gặp cán bộ tổ chức quận lại dám ăn nói bạo ngược như thế. Anh bán tín bán nghi những lời Thị thề với ông trung tá trưởng công an quận, cũng như Thị nói với trưởng ban tổ chức. Chị ta lại tính giở trò gì nữa đây? Cứ nghĩ đến hành động liều lĩnh của Thị với nhà sư Giáp Bích, Sáu Tâm đã muốn nổ ra gà. Bây giờ anh mới thâu tóm được quá khứ của Thị. Theo anh, có những con người sinh ra học được cái gì thì biết cái đấy. Tư tưởng cũng lớn lên theo tầm hiểu biết. Còn ở chị, chẳng có trường lớp nào dạy cái tinh quái cho Thị. Mà sao Thị kiếm đâu ra những trò giật gân yêu mà đến vậy? Có lẽ trước khi hành động, Thị đã không hiểu sao nổi tác hại về hành động của mình. Ấy thế mà ngay sau hành động, tưởng như ương bướng, điên gàn, Thị thu mình lại cũng rất nhanh. Nếu người mới biết Thị, chưa từng lai lịch của Thị, rất có thể tưởng Thị hiền hậu, dễ thương là đằng khác. Ngày ông Trung tá trưởng công an quận, từ hôm giải quyết xong vụ việc của Sáu Tâm, thỉnh thoảng gặp anh. Nếu chỉ có hai người, ông vẫn hỏi chẳng ra thật, cũng chẳng ra đùa. Cô Hoa có hỏi thăm chú không? Sáu Tâm cười cười nhưng lại nhăn nhó. Ngắn cổ quá anh Năm ơi. Sao mà tháo lui nhanh vậy? Bình tế cô ta cũng được lắm chứ. Anh Năm biết rõ cổ không ngán sao? Tình nhân của thượng nghị sĩ, vợ của sĩ quan Ngụy, lừa đảo, giật hụi, ôi búa xua. Tôi cũng te tua vì cổ. Nhưng có một điều chú quên nhắc là cô ta yêu chú. Đấy, chú thấy không? Cô ta bảo vệ chú đến cùng, không khảo mà đi sưng. Chú mới là đáng trách đấy. Thì cũng anh Năm bảo em là bàn kiểm điểm. Chú Năm nhanh nhiều quá. Làm xong không đưa tôi, lại đưa cho bên tổ chức, làm cho vụ việc rối thêm. Tôi hỏi, thế tôi chỉ huy chú hay tổ chức chỉ huy chú? Thì tất nhiên là anh. Nhưng anh em tổ chức cũng có trách nhiệm chứ. Qua vụ tổ chức ghi lời khai của Hoa, chú nghĩ về tổ chức quận ta thế nào? Anh em muốn xử lý nhanh mà thôi. Ông Nam trưởng quận cười, có vẻ chua chát. Công tác tổ chức là một công việc quan trọng, không thể vội vàng được, càng không được phép chụp mũ. Nhưng thôi, để tôi uốn nắn dần. Mình mới được một tin quan trọng. Có một tổ chức mang tên Liên minh Việt Nam Tự Do từ nước ngoài mò về, đang hoạt động rất ráo riết. Tên cầm đầu là một gã xuất thân thầy cãi, tên là Trương Đoàn Quynh. Hiện nay chúng chưa hành động mà chủ yếu tập hợp lực lượng. Chúng đã tạo tài liệu móc nối với bọn phản động, đưa tài liệu từ nước ngoài về phát ở thành phố ta. Ban đầu chúng nhằm tuyên truyền tư tưởng, rồi lợi dụng sự đổi mới để liên kết các lực lượng phản động lại. Khi có thời cơ thì lật đổ chính quyền. Ban chuyên án muốn nắm tình hình và bám sát các hoạt động của tên cầm đầu. Theo cơ sở của ta từ nước ngoài báo về, tên Quynh đã trên đường về nước theo đường du lịch. Ban chuyên án chưa tìm được người xứng đáng giao việc, và mình cũng đang bí trong việc này. Hôm rồi nghiên cứu đời tư của cô Hoa, mình thấy có một số chi tiết thú vị. Hoa có một đứa con trai xanh với tên Quynh, nhưng lâu nay hắn không chịu thừa nhận. Giữa Hoa với Quynh có mối quan hệ khăng khít. Thế nào về nước hắn cũng tìm đến gặp Hoa. Vậy anh tính sao? Chú xem có cách nào tiếp cận tên Quynh ngoài Hoa nữa, nhưng cũng phải cẩn thận đấy. Trước hết ta làm gì anh? Nói với trường dạy nghề, đừng vội hủy hợp đồng với Hoa. Cứ để Hoa dạy theo may như cũ. Tiếp theo, cứ để cho Quynh gặp Hoa, nhưng mình phải chú ý. Các bạn vừa nghe xong phần 4 tiểu thuyết Người đàn bà hoàn lương. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn hãy bấm đăng ký, ấn nút chia sẻ và để lại một bình luận dưới mỗi video. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại vào chương trình phát sóng 20 giờ tối hàng ngày trên kênh.